Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời em gái giới thiệu. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Lê Thị Cẩm Tuyên. Hiện tại thì em 22 tuổi và em đang làm việc tại siêu thị điện máy Chợ Lớn quận 5. Công việc của em là nhân viên tư vấn bán hàng và chuyên ngành của em là bán TV ạ. Quê mình ở đâu? Dạ quê em ở Tiền Giang, chị Cái Bè Tiền Giang. Rồi, mời bạn trai bên kia. Dạ chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào mọi người ở đây. Em tên là Trần Hữu Tài, năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là huấn luyện viên phòng gym. Quê em ở Kiên Giang và làm việc ở Cần Thơ. Cái Bè thì cũng gần Cần Thơ, không sao cả. Dạ. Nhưng mà giờ khúc yêu nhau này nếu mà xa quá em có ngại gì không em gái? Dạ, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng đổi, mấy đèo cũng qua. Hay chị. Quá. Thời buổi công nghệ mà lo gì ha. Dạ đúng rồi. Ưu điểm, khuyết điểm của em? Dạ, ưu điểm của em thì em nấu ăn ngon, vui vẻ với hòa đồng với tất cả mọi người. Nhưng mà bề ngoài em nhìn có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng mà tiếp xúc gần thì thấy em dễ gần hơn. Cái công việc của em là nói chuyện nó nhiều á, nên là em cũng thích tiếp xúc với nhiều người khác nhau, dễ chia sẻ tình cảm với nhiều người khác nữa. Dạ, khuyết điểm của em chắc là em ăn nhanh. Một bữa em ăn mấy chén cơm? Dạ, một bữa em ăn có một chén. Một nhưng chén. Mà mới vô nhìn như tưởng ham ăn lắm, ai ngờ ăn ào luôn. Ăn bao mấy phút? Dạ, chắc tầm khoảng phút là xong á. Cái gì? Một phút là sao kịp nhai nuốt? Rồi vậy người ta vô ta bạn ăn, ta chưa kịp ngồi cầm đũa nữa là em quất xong rồi đó hả? Dạ. Nói tóm lại cái này mà về nhà chồng nó cũng nó không được thuận lợi lắm. À, bà già chồng mới giới thiệu, dạ đây giới thiệu con dâu tôi, con dâu nó dạ mời cả nhà ăn cơm, dạ con xong. Thôi ăn vậy đâu bao tử lắm em ơi. Đâu bao tử đó. Ăn từ từ nha. Giới thiệu về mình đi. Dạ, ưu điểm của em là nấu ăn, biết bartender, dễ tiếp xúc và học hỏi. Khuyết điểm là gì? Có thể nói là hơi gia trưởng chút, hay nóng tính. Em mà nóng tính hả? Sao em thấy em nhẹ tính lắm mà. Không, khi mà em không cười hoặc là khi mà em cáu vào lên à, mọi người không dám đứng gần em. Em có ăn nhanh không? Không, em ăn rất chậm. Em ăn một chén mấy phút? Ví dụ như là ăn được thảnh thơi thì ăn cũng khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng? Bên này ta ăn có một phút à. Hình như cái giọng nói cô gái bên kia rất là mạnh mẽ, giọng rất là cứng như là rất đàn ông. Còn giọng bên em rất là nhẹ nhàng, quyến rũ. Hả? Bên đây nhẹ nhàng lắm. Có tài lẻ gì không em? Tài lẻ thì cũng nhiều, em có thể vẽ nè, hoặc là pha chế và nấu ăn thôi nha chị. Rồi thôi bây giờ biết văn nghệ gì không? Hai bạn mình làm một bài văn nghệ cho nó thay đổi không khí đi. Dạ, nhà em thì có truyền thống hát cải lương chị. Cải lương hả? Dạ. Rồi nên vậy là... thì làm cải lương liền. Vậy là con nhà nòi hay sao? Dạ chị nghe em hát đi ha chị ha. Rồi. Dạ. Từ là từ phú tướng, bảo kim sắc phong lên đàn, dạo ra luôn trong tình trạng năm canh mơ màng. Nhà nòi hả em? Sao em nói em con nhà nòi hát cải lương? Dạ em nói là em thích nghe cải lương và em nhà nòi, chứ em không nói là em hát cải lương hay chị ơi. Trời ơi, em gái xinh đẹp, em hát em anh phải chạy qua liền luôn đó. Tại anh nghe nhà nòi đó. Dạ. Công nhận nòi thiệt. Anh qua anh nhìn thấy ấn tượng liền em gái em trai. Dạ. Ha, giọng nói cũng ấn tượng mà con người cũng xinh đẹp. Ha, nói chung là dân Tiền Giang ai cũng dễ thương hết. Bạn trai, em cứu chương trình là bài hát hay cho em. Tôi xin hát tặng bạn gái và mọi người bài hát là Em Là Của Anh. Rồi. Em có nhà nòi không? Dạ không, em nghiệp dư. À, rồi hát đi em, bắt đầu. Ánh mắt yêu thương ta trong phút giây ban đầu, những lúc cô đơn anh luôn có em bên mình. Thôi được rồi đó. Thôi bỏ đi. Thôi mình vô tình trường đi hai em. Em gái mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ có một mối tình thôi chị, một năm rưỡi ạ. Lý do sao chia tay cơ? Hai đứa không hợp nhau vì vấn đề bạn trai đó keo kiệt quá. Em ví dụ như đi ăn uống với nhau đi thì con gái lúc này cũng thích lady first. Thì nói chung là hai tụi em là như hai thằng đàn ông, đi ăn là chia đều ra. Với là trong thời gian quen nhau là như bạn đó chỉ tặng em được có cây son mà em thì không có đòi hỏi gì, nhưng mà hình như là được một cây son thôi á chị. Cái hồi mới tặng một cây son em hả? Dạ đúng rồi anh. Trời, nhưng mà cái hồi mới cua nhau á, không lẽ cũng chia? Dạ hồi mới cua nhau vẫn chia. Tại chia vì em quen chia vậy? Tại vì em thích cái tính của bạn đó. Sao hồi đầu thích sau đó lại chia tay? Sao tìm hiểu mới biết chị. Mới đầu thì khép nép bạn bè với nhau, thì lịch sự với nhau. Nhưng mà không ngờ cái lịch sự nó kéo dài thời gian lâu quá. Chưa thấy đàn ông nào mà quen bạn gái cả năm rưỡi mà tặng con cây son. Mà không biết cây son đó thiệt hay giả dỏm nữa.
Vậy chia tay đúng rồi đấy em. Em trai sao nè, mấy mối tình rồi cưng? Dạ em chỉ qua 2 mối tình chị. Em quen mối tình đầu tiên là cũng được 3 năm. Mối tình thứ hai là mấy năm? Dạ 2 năm. Em tặng mấy cây son? Em không tặng son, em chỉ dẫn đi ăn rồi mua sắm rồi bạn gái thích gì. Đi ăn ai tính tiền? Ai tiền? Dạ em trả. Có chia lần nào không? Dạ không, bạn gái đòi chia mà em không chịu. Đúng rồi, vậy chứ. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu người của em thì giống như anh trai của em là được rồi chị. Anh trai em thì trong công việc là rất là nghiêm túc. Về nhà anh hòa nhập vào gia đình, thương yêu vợ con và đặc biệt là hiếu thảo với ba mẹ. Anh trai em thì phong độ cao ráo. Em cũng cao. Không cao. Em cũng hơi cao nên em cũng muốn bạn trai cao hơn em. Khoảng nhiêu? Dạ 1m8 chị. Hả? Chết rồi, thiếu em cao nhiêu? Dạ 1m71. Trời ơi, bạn gái cao 1m71 đó, chưa kể mang dài. Sao em? Giờ nó có ghế đơn rồi. Tôi cao này 1m9 cũng được, không sao, quan trọng mình gan thôi em. Này hơi khó à. Rồi còn điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ, con trai đừng nên gia trưởng với lại khó tính quá. Với con... keo kiệt nữa. Dạ đúng rồi chị. Kiểm tra cho. Mình đang keo kiệt, đây ta tặng nhiều lắm rồi. Em muốn lấy một người vợ như thế nào? Cũng thông minh. Dạ. Thông minh đó. Dạ, em thích tóc dài, tóc dài. Tóc dài hả? À. Bên kia cũng hơi dài dài chút. Phụ nữ hiện đại. Có. À, biết nấu ăn là em thích rồi. À. Em không thích gì ở người phụ nữ? Hay cào nhào thôi. Tại vì môi trường làm việc của em á, cũng tiếp xúc nhiều bạn nữ lắm. Mà có thể là va chạm về đụng tay đụng chân với nhau. Hả? Cho nên là sợ bạn cào nhào hay là ghen rồi kia. Ghen? Bạn đụng tay đụng chân con trai hay con gái? Dạ gái có, trai có. À. Nhưng mà em thích đụng tay con trai con gái nhiều. Chà, trai nhiều hơn gái nhiều. Đã ở xa rồi mà còn đụng tay đụng chân. Dạ nếu nói gì thích rồi con gái chứ anh. À. Dạ bạn trai thì đã ở xa rồi mà còn hay đụng tay đụng chân với phụ nữ nữa, em có ghen không? Thì em thì em thoáng lắm chị. Mình là con gái thì mình cũng phải biết tâm lý của con trai. Ờ à, nói thì hay lắm, ta hội yêu đi. Rồi thấy cái cảnh mà trong kia ôm ôm rồi đỡ lên chạy xuống là đây máu chạy lên chạy xuống á. Đẹp trai ha. Ủa cái lông mày ngộ vậy? Em có tạo hình đó. Dạ không, bẩm sinh chị. Lần đầu tiên mới thấy à, thấy trong phim thôi. Ông mày thì là phải làm tướng đó. Em cao bao nhiêu? Dạ 1m73 chị. Em phải mang giày độn một chút. Không có thể là độn lên cũng được. Phải độn lên chút dạ. Nha à, ghim thì tướng tá là chắc nịch rồi ha. Tóc cũng cao ráo ha. Vén vén rồi lên ha. Thôi kệ vậy cũng được. Ngụy trang. Em có thích anh trai á, trắng cao không? Giống anh hai em rồi chị. Ủa hồi nãy em đòi em giống anh hai. Giống anh hai hoài, bây giờ mình muốn xem anh hai em như thế nào nè. Nay có anh hai đi dạ, không? Có anh hai đi đâu, chị. Anh hai đâu? Dạ anh hai em đó. Anh hai tráng cao, giống rồi. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Nam và dạ, chào toàn thể các bạn khán giả ở đây ạ. Em tên là Tiến Sĩ, là anh trai của bé Cẩm Tuyên. Trước giờ thì em và mẹ thì luôn luôn xem bé Tuyên lúc nào nó cũng nhỏ bé hết. Riêng với bạn Nam thì người đàn ông thì anh hy vọng là mình sẽ có thật nhiều bản lĩnh trong cuộc sống. Anh thấy em là một người đàn ông, việc đầu tiên anh thích nhất là nhìn khá là men. À, em là huấn luyện gym, anh cũng tập gym, anh cũng thích luôn. À, kế bên là mẹ phải không? Không biết mẹ bác gái có ý kiến gì không ạ? À? Chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường, tất cả quý vị khán giả trong khán phòng. Cô thấy ngoại hình của cháu và cách nói chuyện thì cô cũng thấy được, dễ mến. Tìm hiểu nhau, đến hôn nhân thì cô cũng chấp nhận. Tại vì giờ là cha mẹ không có đặt đâu cho con được. Thì con đặt đâu thì cha mẹ ngồi đó à. Anh trai đi với ai? Dạ em đi chơi, đi với anh trai và em gái với bạn. Xin chào gia đình bạn nữ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là anh ruột của Hữu Tài. Nhìn thấy bạn nữ cao ráo xinh xắn, cũng có cá tính. Còn Hữu Tài chỉ có cái là hơi nóng tính, nhưng mà biết quan tâm chăm sóc, với lại là hiểu ý người đối diện. Thấy phù hợp thì có điều kiện hai đứa cùng bấm nút để tìm hiểu nhau. Có em gái không? Em gái có nói gì không? Dạ em thấy cũng dễ thương, cũng đẹp lắm ạ. Đẹp là được anh ơi. Ở lại đây là do hai bạn này quyết định. Nào mở kéo ra rào. Chào em. Chào anh. Gãi hoài vậy trời. Cô Chí hả? À, anh có món quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Trời ơi cô cao quá. Đứng đo chiều cao chút coi. Sát vô. Cảm nhận lần đầu tiên gặp mặt thế nào?
Anh có nhu cầu mua tivi không anh? Không, anh có rồi. Dạ. Là nếu mà anh nghĩ anh cưới em rồi là anh cũng có tivi mà. Dạ đúng rồi, chương trình tài trợ đúng không anh? Có, có tivi nhãn hiệu UVC TV đỉnh cao công nghệ Smart TV, điều khiển bằng giọng nói, tivi 8-9 triệu, 3 triệu đều có hết. Thấy ảnh giống anh trai của mình không? Giống nhiều không? Giờ đẹp trai hơn nhiều chị. Hồi nãy mới khen anh trai bây giờ. Thiệt. Thấy chưa? Em nghe nói là anh thích nấu ăn đúng không ạ? Ừ, anh thích nấu ăn. Anh dạ. Nấu được món Tây, món Ta luôn. Dạ. Em có thích tập gym không? Dạ, ốm qua cũng định tập cho nó lên cơ, lên múi mà không có ai làm PT hết trơn á. À, anh đây miễn phí. Dạ. Em muốn tăng mấy cân, anh tăng em mấy cân. Làm sao cho body đẹp là được rồi anh. Ok, thiếu chỗ nào anh buộc chỗ đó. Thì em cần tập đâu, có hơi nhau là nó lên à. Bây giờ vô cái chuyện hẹn hò đi. À. Đứa giới thiệu TV, đứa giới thiệu phòng gym. Bây giờ hẹn hò một người làm sao gặp nhau. Em cũng là vượt thủ cho nên nếu mà hẹn hò nhau là anh có thể là chạy bất chấp. Dạ, một tháng em được ốp có 2 ngày thôi. Em thì xoay ca làm việc. Có thể là chiều đó anh lên buổi sáng, hôm sau em nghỉ làm em đi chơi với anh cũng được. À, dạ. Đó. Anh tiếp xúc nhiều bạn nữ lắm đúng không anh? À, đúng rồi. Chắc có nhiều bạn xinh hơn em đúng không anh? Nói chung đó là anh không có quan trọng về yêu nhau bằng cánh mắt đầu tiên. Anh chỉ thích là tình cảm và tính tình thôi. Dạ. Vậy anh có yêu em từ cái nhìn đầu tiên không anh? Cho đến hôm nay là hình như là anh thay đổi về cái ý nghĩ là yêu. Ta thích rồi. Dạ. Em không thích điều gì nơi bạn trai em? Em thì không thích bạn trai hút thuốc. Chết rồi. Anh có, nhưng mà không sao. Dạ. Anh em... kiềm chế được. Dạ. Với lại em cũng không thích bạn trai sắp đặt mình quá. Em cũng có thể cho anh đi chơi, anh cũng có thể cho em đi chơi. Tại ai cũng có bạn bè riêng với nhau. Nhưng mà cái nào mình cũng phải có chừng mực. Anh thì cũng thoáng lắm, ví dụ như anh đi chơi hoặc là bạn bè rủ ghê là anh cũng ưu tiên rủ bạn gái mình theo. Dạ. Trừ khi bạn gái mình không đi bỏ nhà. Anh đẹp trai quá em sợ nữa, không biết về máu ghen có nổi lên không? Bạn trai mạnh mẽ đứng lên thể hiện mà mình nam tính không, mình ga lăng. Lần đầu tiên gặp bạn nữ mình thấy như thế nào? Lần đầu tiên em gặp bạn nữ và gia đình bên bạn nữ thì cũng có cảm tình. Thật sự lại đây là rất là gung. Dạ. Nếu có cơ hội em cho anh tìm hiểu em ha. Anh sẽ đột lên cao cao lên chút. Em cũng rung đó. Cảm giác cái nắm tay thế nào? Hai đứa cảm giác coi sao? Cũng bớt rung rồi anh. Hình như quen nhau từ lúc nào rồi thôi. Bạn gái thấy cảm giác cái nắm tay thế nào? Lâu rồi mới tìm lại được cảm xúc ngày đó anh ơi. Rồi thôi được rồi đó. Bấm nút để làm tròn cái nhiệm vụ của mình. Nào, chuẩn bị. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Trời nhấn cái thôi. Nhấn gì lia lịa vậy cưng. Trời ơi, cũng nhấn vậy nè. Nhấn kịch 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 kịch. Đẹp nhấn, đôi lắm. Nhấn một cái là ăn rồi, nắm tay nhau nè. Đó, bây giờ xin phép là chính thức bây giờ cho mình bắt đầu hẹn hò. Dạ, cho con xin phép được không em ạ?